bao về thì có khi là bỏ hết. Thì nói chung là cộng đồng này cũng chẳng có ai chung tay vào để nó bảo vệ cái loài vật, mà chẳng có ai coi như là muốn coi như là đi rừng cứu là gì cho nó vất vả, với đồ đạc khá nặng và cầm cành mang sau lưng. Người gác rừng tuổi lục tuần vẫn chắc chắn đặt những bước chân dài chính xác, thoăn thoắt tiến sâu vào rừng. Về với vùng rừng nơi đây chẳng khác nào như ông về với ngôi nhà thứ hai của mình. Đúng quá nhà ơi. Ông nhìn vào thực lòng các ngõ ngách, từng bụi cây, từng loài thảo mộc dược liệu quý hiếm. Ông nhìn đã dẫn chúng tôi tới những nơi như vậy, chỉ cho chúng tôi từng cây, và có lẽ cứ mỗi lần nhìn thấy chúng còn đó là ông lại cảm thấy yên lòng. Đây có một cái chèo hoa vàng này. Mà vừa rồi là cũng đã có nhiều đối tượng vào vào rừng để đánh cái chèo hoa vàng về ươm bán rất đắt. Nếu cây đường kính khoảng 15 phân là họ bán được 3 triệu vàng. Cây này nên chỉ hoa vàng. Đây là cây hoàng đạo quý thứ hai. Dưới cùng của nó là vàng hơn đẹp. Mà hiểu cô bác là rất còn là thu mua loại này. Bởi vì rất quý hiếm. Có thể gì?